Tại sao tháng 7 âm lịch được gọi là tháng cô hồn? Nhiều người gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nhất là những người làm ăn buôn bán. Bạn có biết tại sao tháng 7 âm lịch bị gọi là tháng cô hồn hay không? Cùng mình tìm hiểu ha. Tháng cô hồn là gì? Ở các nước khác nhau thì quan niệm dân gian cuộc sống cũng sẽ có sự khác nhau. Một số quốc gia thì quan niệm về tháng cô hồn chỉ có ngày 14 tháng 7, còn ở Việt Nam thì thời gian này kéo dài 1 tháng. Thực ra, quan niệm này cũng tùy thuộc vào vùng miền khác nhau và vào từng gia đình khác nhau. Có gia đình thì quan niệm rất sâu sắc về tháng cô hồn, nhưng có gia đình lại không mấy lưu tâm. Thế nhưng phần lớn mọi người đều rất cẩn trọng khi làm việc gì đó trong cả tháng 7, tháng cô hồn. Và hầu như mọi người rất ít làm việc như là mở công ty, mở cửa hàng trong tháng cô hồn này. Nguồn gốc vì sao tháng 7 được gọi là tháng cô hồn thực sự không có một lời giải đáp chính xác. Chỉ biết rằng từ xa xưa, dân gian đã cho rằng vào tháng cô hồn hay tháng 7 âm lịch hàng năm thì ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội công nhân, là ngày diêm vương mở quỷ môn quan để mà quỷ tự do trở về dân gian. Ở Trung Quốc, tháng cô hồn người Trần cần phải cúng cháo, gạo, muối để mà quỷ không có nhiễu. Tại Việt Nam, việc cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh có từ rất là lâu đời và được truyền từ đời này sang đời khác. Người ta luôn quan niệm rằng khi con người chết đi thì phần hồn sẽ luôn tồn tại, có thể đầu thai hoặc là đài xuống địa ngục. Mọi người đều cho rằng tháng cô hồn sẽ không đem lại may mắn. Trong tháng 7, người Việt còn có ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu. Đối với Phật giáo thì ngày lễ Vu Lan là một ngày lễ chính, ngày lễ thiêng liêng để báo hiếu cha mẹ. Để báo hiếu cha mẹ thì cần cử hành lễ Vu Lan cầu siêu cho các đấng sinh thành cha mình. Ý nghĩa của tháng cô hồn. Việc coi tháng 7 là tháng cô hồn và việc cúng cô hồn ngày rằm tháng 7 xuất phát từ trong tâm của con người mà ra. Kết hợp với những sự việc xảy ra trong cuộc sống, con người đều có tư duy hướng thiện nhằm an lòng người chết và bình ổn tâm hồn của người sống. Việc cúng cô hồn không có gì là xấu, là sai, mà nó là một cách để thể hiện nét đẹp về đạo đức, sự lương thiện cũng như là tính nhân văn, lòng trách ẩn của người Việt Nam. Đất nước ta một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhiều người chết đi vì bom đạn, chưa kể tai nạn giao thông, đường bộ, đường biển. Nên việc cúng cô hồn mang ý nghĩa an ủi vong linh của họ. Theo quan điểm khoa học thì tháng 7 âm lịch không phải mang đến điểm xui xẻo hay rủi ro hay là bất lợi, mà vì thời điểm này là thời điểm chuyển mùa, con người dễ bị ốm, đặc biệt là trẻ nhỏ khiến cho con người khó khăn hơn. Thời tiết không tốt là lý do chính không nên làm nhà, xây nhà vào mùa này. Tuy nhiên, các cụ thường có câu có thờ, có thiên, có kiên thì có lành. Vì vậy, việc thực hiện lễ nghi tín ngưỡng cúng rằm tháng 7 hoàn toàn có thể thực hiện được và nó còn mang giá trị về mặt tâm linh. Nhưng cũng không nên chú trọng tín ngưỡng cũng như là kiêng kỵ thái quá mà bỏ lỡ những cái dịp, những cơ hội trong cuộc sống.